Chế Nguyễn Quỳnh Châu nhan sắc chín mùi khuấy đảo cuộc thi Miss Grand Việt Nam bởi profile đỉnh như chớp hướng tới hình ảnh nghệ sĩ đa năng. MC Chế Nguyễn Quỳnh Châu, một cô người mẫu MC rất là xinh đẹp, cũng đã đăng ký để mà tham dự chương trình. Chế Nguyễn Quỳnh Châu, 16 tuổi, from Long An. Quỳnh Châu khiến cộng đồng fan sắc đẹp được dịp xôn xao khi chính thức xác nhận ghi danh thi nhan sắc tại Miss Grand Việt Nam 2022. Sau khi công bố mọi thông tin về người đẹp, nhanh chóng trở thành đề tài được người hâm mộ bàn luận sôi nổi. Nhìn sơ qua profile, mỹ nhân sinh năm 1994 được cộng đồng mạng dự đoán sẽ là ứng viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu. Sau khi trang chủ Miss Grand Việt Nam đăng thông tin xác nhận, Quỳnh Châu cũng cập nhật bộ ảnh mới chuẩn bị cho hành trình chinh phục vương miện. Trong khung ảnh, người đẹp đốt mắt người nhìn với màn khoe dáng chuẩn trong mẫu swimsuit gợi cảm. Từ thần thái đến phong độ sắc phóc của mỹ nhân đều làm hài lòng cộng đồng fan sắc đẹp. Qua loạt ảnh này, người hâm mộ cảm nhận rõ tinh thần quyết tâm của nữ diễn viên Lâm Đông khi trở lại với sân chơi nhan sắc. Thông tin Quỳnh Châu thi Miss Grand Việt Nam được dân tình bàn luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn. Phần đông công chúng đều ủng hộ người đẹp thử sức ở sân chơi nhan sắc này. Cụ thể, cộng đồng mạng nhận xét vẻ đẹp sắc sảo cùng hình thể nóng bỏng của mỹ nhân 9X tiệm cận với tiêu chí cuộc thi Miss Grand Việt Nam đề ra. Chưa kể một tài khoản TikTok từng cập nhật đoạn video ghi lại hậu trường chụp ảnh của người đẹp sinh năm 1994. Trong clip, mỹ nhân Lâm Đông thả dáng trong thiết kế truyền thống Thái Lan. Với tạo hình này, Quỳnh Châu gây ấn tượng bởi độ chỉnh chu từng chi tiết, từ phụ kiện đến layout makeup đều được cô đầu tư giống hệt một cô gái đến từ xứ sở chùa vàng chính hiệu. Dù chưa qua chỉnh sửa, sắc phốc của top 15 Miss Universe Việt Nam cũng đủ khiến người xem phải xao xuyến. Qua đó, cô nàng khẳng định đẳng cấp đáng gờm của mình khi bắt đầu nhập cuộc thi Miss Grand Việt Nam. Trong video, mỹ nhân 9X còn tạo ấn tượng khi thể hiện khả năng tiếng Thái. Có thể thấy cô đã chuẩn bị hành trang kỹ ở đấu trường nhan sắc này. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn phát hiện điều sai sai trong đoạn video hậu trường này. Cụ thể, nếu trở thành Miss Grand Việt Nam và đại diện Việt Nam đi thi quốc tế, mỹ nhân Lâm Đồng sẽ chinh chiến tại Indonesia. Vì vậy, cộng đồng mạng cho rằng cô nên học ngôn ngữ và mặc trang phục truyền thống của quốc gia này. Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1994, quê Lâm Đồng, người đẹp sở hữu chiều cao 1m75 cùng số đo 3 vòng chuẩn chỉnh. Đối với người hâm mộ sắc đẹp, cô không phải là cái tên quá xa lạ. Ở tuổi 27, mỹ nhân có lịch sử thi nhan sắc đáng nể với các thành tích cao. Cụ thể, cô từng lọt vào top 15 Miss Universe Việt Nam 2015, top 5 Hoa Khôi Áo Dài 2016. Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1994 còn hoạt động với vai trò là một nghệ sĩ đa năng của TVBiz. Theo đó, cô liên tục biến hóa bản thân ở nhiều vị trí như người mẫu, MC, diễn viên. Dù xuất hiện ở hình ảnh nào, Quỳnh Châu cũng chinh phục công chúng bởi sự nỗ lực và tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Với nhan sắc và tài năng nổi bật, người đẹp hứa hẹn sẽ là cái tên khiến công chúng phải nói chuyện nhiều tại Miss Grand Việt Nam. Nổi lên từ Project Runway 2014, Quỳnh Châu chính thức được công chúng chú ý đến khi vừa tròn 19 tuổi. Cô gây ấn tượng khi sở hữu chiều cao 1m74, gương mặt góc cạnh và thần thái chuẩn mẫu cũng là yếu tố giúp mỹ nhân thành công, để lại dấu ấn trong lòng công chúng. Sau đó, người đẹp tiếp tục tìm kiếm cơ hội tỏa sáng tại Việt Nam Next Top Model 2014, song cô lại dừng chân khá sớm. Năm 2015, người đẹp sinh năm 1994 bất ngờ quyết định ghi danh thi Miss Universe Việt Nam 2015, được đánh giá cao từ ngày đầu nhập cuộc. Mỹ nhân Lâm Đồng xuất sắc lọt vào top 15 chung cuộc. Ngoài ra, cô còn đạt thành tích top 5 Hoa Khôi Áo Dài 2016. Qua nhiều đấu trường sắc đẹp, Quỳnh Châu cho thấy sự thay đổi đáng kể về ngoại hình qua thời gian. Trong đó, nữ người mẫu để lại ấn tượng bởi vẻ đẹp hiện đại, thông minh và nụ cười rạng rỡ. Người đẹp bày tỏ, khán giả vẫn biết đến tôi ở lĩnh vực thời trang. Tuy nhiên, ngoài vai trò này, tôi sẽ phát triển bản thân nhiều hơn cả ở lĩnh vực MC và diễn xuất từ năm 2019. Do vậy, việc cho khán giả thấy một hình ảnh tươi mới có lẽ là việc nên làm để mở đường cho chặng đường hoạt động sắp tới. Bên cạnh sự nghiệp, mỹ nhân sinh năm 1994 cũng tích cực nâng cấp ngoại hình. Người đẹp Lâm Đồng được fan nhận xét đang ở ngưỡng chín mùi về nhan sắc. Những khuôn mặt mới của cô đều làm hài lòng công chúng. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.